khế chua đây. Ai mua khế chua đây? Ôi trời ơi, sai quá. Cả gia tài có mỗi cái khế này. Khế chua trên rừng. Khế rừng hẳn hoi. Chua quá. Phát trời quả luôn. Khế, đây là quả khế. Ai mua không, ship cho một ít. 10.000 một ký. Và sang bên kia là một cây vải rừng. Chuẩn bị mang cưa lốc lên cắt gốc xuống, ai mua không? Xài lắm. Chín đỏ rực rồi này. Quay nhàng nhàng quá. Bật 4K lên thì không làm được video. Xài lắm. Đây cây gì cũng nhiều quả. Nó đang đi nhặt điều mà vớ được ít. Khế ăn cho nó chua mồm. Chén luôn. Đẹp chưa? Tay đi nhặt điều quá bẩn. Chúa. Ăn đi nhặt điều. Cái nào? Không có quả đâu. Rừng núi Tây Bắc. Quả khế rừng. Chúa. Thôi đến đây là hết rồi.